quen là bạn của đứa em, nhưng mà đứa em nó còn nhỏ quá, cho nên là tình cờ lên dịp lên nhà chơi thì gặp vợ em hiện tại đây là ở Hà Nội mới về. Nhìn cô gái từ Hà Nội về trắng trẻo mà nó non nõn có nghĩa là rất là mộc mạc á anh chị. Nhìn rất là mộc mạc, còn râu có râu nữa đó. Gia đình thì có 4 anh em. Năm học lớp 4 thì em đã đi chăn bò rồi, cho nên cái thời gian mà để mà học thì nó không có. Với lại học cũng không nổi nữa, đi chăn bò đi bộ dắt bò cả cây 2-3 cây số về 12 giờ trưa thì đi học cũng không nổi. Cho nên là học tới năm lớp 8 á thì em nghỉ học để chăm ba đứa em còn lại đi học, phụ bố mẹ làm rẫy. Mẹ chạy xuống mẹ lấy căn xăng mẹ đổ lên đầu tụi non đổ xuống á. Xong mẹ đi là mẹ tính đốt ảnh, mẹ đốn á, mẹ chạy đi lấy hột quẹt là ở trên này, là em dắt ảnh chạy ra ngoài xong chạy đi ra ngoài đường á. Ba em chạy ra đem em vô. Em tên là Phạm Xuân Thống, năm nay em 39 tuổi. Em bán hàng livestream, phụ của em là MC tiệc cưới. Bây giờ ở đâu? Dạ, em được sinh ra lớn lên ở Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột. Vậy là hai đứa là xuống đây để tham gia chương trình đúng không? Dạ. Rồi mời em. Dạ, em là Phạm Thị Mỹ Nguyên, năm nay em 36 tuổi, em cũng bán hàng. Sản phẩm là cái gì? Em bán đặc sản Tây Nguyên, nhà em nuôi nuôi ong, em có mật ong, cà phê. Ồ, trên đó là đầu tiên là mật ong đó nghe. Thôi bây giờ kể cho anh nghe, cái thời gian trước đó hai đứa quen nhau như thế nào? Dạ, lần đầu tiên gặp nhau là ảnh lên nhà em chơi với em gái của em. Dạ. Là tình chị duyên em à? Hay là tình em duyên chị? Dạ không, chơi với bạn thôi, chơi bạn thôi. Bạn với em gái thôi. Có nghĩa là bạn là quen với em gái của em, là bạn bè với nhau. Rồi xong rồi tới nhà, rồi gặp chị xinh quá rồi ảnh cua chị phải không? MC kể đi nè. Lúc trước là em quen em của vợ em, là quen với em, nhưng mà đứa em thì nó còn nhỏ quá. Quen là bạn của đứa em, nhưng mà đứa em nó còn nhỏ quá, cho nên là tình cờ lên dịp lên nhà chơi thì gặp vợ em hiện tại đây là ở Hà Nội mới về. Nhìn cô gái từ Hà Nội về trắng trẻo mà nó non nõn có nghĩa là rất là mộc mạc á anh chị. Nhìn rất là mộc mạc, còn râu có râu nữa đó, thấy râu nữa trắng quá đó. Cho nên là mấy loài râu chị cũng vậy đó. Em thì em gặp Thống thì em có ấn tượng gì về ảnh không? Dạ không, không ấn tượng gì luôn. Lúc đó ảnh sao em kể cho anh nghe đi. Cái hình dáng có trắng sao? Hơn dày không hay cũng dày mà đen hơn? Đen hơn, ốm hơn, ốm hơn. Dạ. Rồi nói chuyện sao? Nói chuyện khéo lắm. Bao lâu thì mới bắt đầu mới tìm cách để mà cua cô này? Sau khi đã thích rồi thì bắt đầu là em cứ kiếm cớ lên nhà chơi với đứa em á. Rồi để em lén lén em nhờm cái cô mà em thích. Lúc đó là em ở với gia đình, với ba với mẹ đúng không? Dạ. Nhưng mà đi học là xa nhà là ở trọ. Em ở trọ. Còn anh đó thì mở tiệm sửa xe. Cũng ở một mình. Ở mình. Dạ. Nhưng mà từ cái chỗ sửa xe đến cái chỗ nhà trọ của em nó xa không? Dạ gần. Dạ. Gần, vừa gần trường mà vừa gần nhà trọ luôn. Rồi đến bao lâu thì em mới cảm nhận được cái tình cảm của ảnh và em chấp nhận ảnh? Tức là đến bao lâu thì em mới cảm nhận được đó, là em đã bắt đầu thích ảnh? Đó. Nhanh lắm, tại vì tụi em từ lúc quen tới lúc cưới là có 4 tháng. Cũng lâu quá chứ. Cái cảm giác của lúc em lúc đó là gia đình cấm rất là dữ. Cấm dữ lắm, cấm mà cảm giác như mình không thể đến được với nhau á. Mà càng cấm lại tự nhiên là càng thương, càng yêu, càng sợ mất. Nên là tụi em quyết định là bằng mọi giá sẽ đến được với nhau. Nhưng mà gia đình từ phía nào cấm? Dạ, lúc đầu thì gia đình em cũng chia sẻ một xíu về gia đình em. Gia đình em là nông thôn, 18 năm trước thì gia đình em là nông thôn và ba em là sức cũng yếu á. Gia đình thì có 4 anh em. Năm học lớp 4 thì em đã đi chăn bò rồi, cho nên cái thời gian mà để mà học thì nó không có. Với lại học cũng không nổi nữa, đi chăn bò mà đi bộ dắt bò cả cây 2-3 cây số về 12 giờ trưa thì đi học cũng không nổi. Cho nên là học tới năm lớp 8 á thì em nghỉ học để chăm ba đứa em còn lại đi học, phụ bố mẹ làm rẫy. Gia đình cũng khó khăn, vậy gia đình vợ em cũng khó khăn, nhưng mà lúc đó thì mẹ vợ với là ba vợ thì cũng muốn con cái của mình, con gái mình á thì cũng học hơn một chút, rồi có nghề có nghiệp, hoặc là có ưng chồng thì cũng ưng chồng được hơn một chút. Thì lúc đó gia đình em khá khó khăn lắm, hình như là khổ như là nhất xã ở cái thời điểm đó. Cấm đoán, tại vì em biết là vì gia đình em nghèo nên mới cấm đoán. Cho nên hồi trước kia, trước đó thì em năm 18, 19 tuổi á thì cũng đã quen một hai cô gái ở thôn rồi. Thì gia đình họ thấy em nghèo á, cho nên là người ta cũng cấm con gái họ rồi, đưa con gái họ đi xa. Cho nên là em biết là vì gia đình em nghèo cho nên là mới cấm đoán như vậy. Khi mà gia đình em biết là em yêu anh này, lúc đó gia đình em phản ứng như sao? Lúc mà em quen ảnh rồi là em bắt đầu lơ tơ mơ, không có lo học nữa. Mới 18 tuổi học cấp 3, ba nghe người ta đồn á, ba mẹ nghe em quen ảnh á, thì ba mới đêm đó ba mới kêu là mày gọi nó vào đây cho tao nói chuyện. Xong cái em cũng gọi ổng vô, ba hỏi là thế bây giờ chúng mày thế nào. Anh niệm gan to, anh kêu chứ dạ tụi con yêu nhau. Anh vừa nói câu đó xong là mẹ từ dưới nhà lên mẹ đánh quá trời luôn.
đánh túi bụi luôn. Đánh, dạ, đánh tại nhà luôn. Đánh tại nhà luôn. Ném. Lúc đó có bỏ chạy không? Không, dạ, ngồi im luôn. Mẹ lấy ly, tách, bàn, bình trà rồi mẹ ném, mà ảnh ngồi im. Khi em tới em đỡ, mà em càng đỡ thì mẹ càng tức á. Tức cái mẹ chạy xuống dưới nhà. Hồi xưa là đi nhà đi buôn bán á, mà hồi đó lúc nào trong nhà cũng có canh xăng sẵn hết á, để nửa đêm mà đi hết xăng là đổ vô á. Mẹ chạy xuống mẹ lấy canh xăng thì đổ lên đầu, tuần đầu đổ xuống á. Xong mẹ đi là mẹ tính đốt ảnh á. Mẹ đốt á, mẹ chạy đi lấy hột quẹt là ở trên này, là em dắt ảnh chạy ra ngoài sân, chạy đi ra ngoài đường á. Ba em chạy ra đem em vô là tối đó ba em không có đánh em, mà mẹ đánh tơi bời luôn. Mẹ lấy cái chày, mẹ cứ đánh trên đầu xương cục cục. Xong mẹ còn lấy kéo, mẹ cắt hết tóc nữa. Rồi. Dạ. Rồi sau cái lần mà khủng khiếp đó thì chuyện gì xảy ra? Sau cái đêm đó thì em thiếp đi em ngủ. Cái sáng sớm thì em thấy nhà vắng tanh, không có ai hết á. Giờ là do mẹ đi bán rồi á. Em mới điện thoại dẫn đi cổng sau á, là để em trèo tường em đi ra. Cái điện chồng anh đứng cái đường đằng sau rồi, là em mới trèo qua chuồng heo á. Em trèo qua chuồng heo để em đi ra. Mà đằng sau nhà em là cái vườn cà phê. Em mới có còn ở trong vườn cà phê là ở ngoài cho em nghe mẹ em đánh chửi nữa. Là lúc đầu là mẹ em là đồng ý. Bên nhà vợ là cấm không cho quen. Nhưng mà mẹ em thấy em thương á, cho nên là mẹ em đồng ý. Thôi thì có bên đó khó quá thì cứ dắt về ở gia đình mình. Cái đêm mà đổ xăng đốt em á, xăng mà đổ trên đầu là nó ngợp lắm. Nó lạnh mà nó ngợp, hai con mắt mình cay không có thấy đường chạy đâu. Vợ em dắt em chạy ra. Thì cái là chạy mấy đứa bạn xong nó chở em về là thoát rồi đó. Và sáng 5 giờ sáng á, thì vợ em mới điện là anh ơi anh vô cứu em chết, tóc mẹ em cắt hết rồi. Mà chân tay đồ mẹ em đập sưng, đầu sưng hết rồi. Thì chắc ba mẹ em không đồng ý đâu. Thôi thì hai đứa mình tính đường mà đến với nhau, sống thì tính đường mà sống với nhau thôi. Xong em nghe vậy thì sẵn cái xe của cái ông khách á, xe Dream Thái hồi đó ông mắc tiền lắm. Ổng mới sửa cái body xong, em sửa xong cho ổng kêu tôi chú đứng đây chú đợi con chút, con có việc gấp lắm. Mà ổng thì mới 5 giờ sáng thì ổng có việc đi chợ, ổng cũng gấp mà mình gấp hơn. Kêu chú đợi con chút thôi. Là con chạy vô cách đó 14 cây lái xe, ổng chạy vô tới ở phía sau vườn của vợ con á. Là đợi vợ con băng leo chuồng heo la đi ra để đón đưa đi. Ai giờ leo ra bị dính lại. Ai giờ leo ra chuồng heo thì gặp ông cậu là ông em của bà già vợ. Ổng mới báo là bà thợ ơi, tôi thấy bà già vợ ông là bà ngoại thấy là con Quyên nó leo rào nó đi đâu kìa, nó xách quần áo kìa. Bà ngoại bà nghe vậy cái là bà quằn đã biết sao, bà đập cái xe Dream Thái của người ta nát hết luôn. Quýnh con chặn nữa mà bị đánh xe rồi nát lên vận rồi đó. Con thì núp trong vườn cà phê đợi tới lúc mà tan hết rồi là hai đứa dắt nhau về nhà anh ở nè. Dạ. Về nhà anh luôn. Về nhà anh đúng đi luôn. Cái bữa đó là quyết định đi luôn. Dạ. Không có quay về nhà. Dạ. Quyết định quay về nhà mới. Dạ. Dạ. Chết luôn á. Là... Nhưng mà mẹ vẫn có nghĩa là chắc là mẹ cũng tức giận lắm rồi, kiểu giống như mày đi cho mày đi luôn đúng không? Dạ. Rồi thôi bây giờ hai đứa qua cái màn vui hơn xíu đi. Dạ. Là nói xấu nhau đi cho nó vui. Đâu fan chương trình là chắc biết cái phần này mà đúng không? Thôi bây giờ vợ đi. Vợ trước đi. Có một cái điểm là hay nói nhiều. Ông MC mà. Cái công việc là phải chỉnh chu, gọn gàng, khó chịu trong công việc. Cho nên hai vợ chồng hay cứ cãi qua cãi lại chuyện công việc. Dạ. Ví dụ như mà khách tới mua mà lựa xong là ông bắt em là phải ngăn nắp liền, gọn lại xếp lại liền. Vừa bộn là không chịu. Ảnh đúng không? Vừa dạ, cái quần mà nó cái một chồng quần vậy mà nó méo một cái thôi là ông cũng nhăn nữa. Phải thẳng. Không, vậy là tính tốt nha. Không, vậy là tốt nha. Tại vì một cái shop á, nhiều khi mình vô chừng lắm mình đâu có biết được. Khách khác ập tới người ta nhìn vậy ta nói thôi không được. Nhiều khi đồ này không phải đồ mới, đồ này đồ cũ, đồ sida sao. Vô một cái shop ngay ngắn gọn gàng, nhìn màu sắc, kiểu dáng dễ nhìn là nó sẽ khác liền. Dạ. Đúng không? Em cũng nghĩ vậy đúng không? Cái đó là tính tốt chứ mà tính xấu nha. Nhưng mà nhiều khi em chưa có kịp dọn là ổng cằn nhằn rồi. Cằn nhằn đúng không? Cằn nhằn. Có ghen không? Có ghen một xí. Dặn em là qua 10 giờ đêm khách có nhắn tin cũng không trả lời. Nhưng mà nhà em đa số toàn là khách nam, tại bán đồ nam. Đêm mới mua, bởi vì ban ngày đi làm việc mệt quá. Thì bắt đầu á, tất cả mọi thứ xong xuôi rồi, tối rảnh trước khi đi ngủ sang xeo. Sang rồi mới hỏi giờ làm sao. Ủa mà sao nó mâu thuẫn vậy ông Thống? Dạ. Ông bán quần áo nam mà ông không cho chủ shop ta trả lời là sao? Không, qua 10 giờ đêm là không được trả lời. Mà giờ đó người ta mới rảnh, người ta lướt. Mà chị Một có biết bây giờ là trào lưu là toàn là săn sale ban đêm không ạ? Đúng rồi. Đúng không chị Một? Đó. Công việc của em buổi trưa, nếu mà em không đi làm tiệc cưới thì em phải live stream cái nông sản Tây Nguyên là từ lúc 10 giờ cho tới 1 giờ. Chiều là có thể em đi làm tiệc cưới từ lúc tới 5 giờ chiều cho tới là 9 giờ đêm rồi. Cho nên là 10 giờ em mới về tới nhà, cho nên là tin nhắn cứ reo miết là em cũng khó chịu, không ngủ được. Cho nên là em muốn là tất cả các việc là kết thúc lúc 10 giờ.
Thôi mình tạm mình nghe đi chị. Rồi em mong chồng em thay đổi điều gì? Duy nhất là bớt ít nói lại thôi. Trời ơi, nghề của người ta mà biểu tới ít nói lợi rồi làm sao? Ờ, bệnh nghề nghiệp đó cơ. Bớt nói nhiều, à bớt nói nhiều ở nhà đúng không? Bây giờ tới tật xấu của vợ đó. Em khui đi rồi anh hỏi. Cái tật xấu của vợ em là không có ngăn nắp. Rất là bề bộn luôn. Đôi khi em đi làm về mệt mà em thấy bề bộn quá, em khó chịu, em kêu trời ơi gọn gọn cho đi em. Là mấy mẹ con là mua bánh, mua kẹo, mua thức ăn là ăn xong là còn nguyên hiện trường luôn. Đó, rồi bắt đầu là đi xuống quán là em ở nhà là em phải dọn hiện trường đó ra. Bắt đầu em mới xuống đó đòi dưới này là mấy mẹ con ăn sáng là nguyên thêm một hiện trường nữa. Rồi mình lại dọn dẹp. Là em tiếp tục em dọn dẹp mà nếu mà em nói thì nó ức chế em. Cái đó phải nói rồi. Em hiểu, phải em nói hiểu, đấy, em hiểu. Em khổ tâm đúng rồi. Tại sao mà chị này chỉ nói là cái tật xấu của anh đó là quá ngăn nắp. Tại sao không ngăn nắp là nó có vấn đề. Trong khi cái tật ngăn nắp người ta tốt như vậy đó mà dám đơn đặt lên là cái tật xấu. Con không có, em có bề bộn đâu, chưa kịp dọn thôi. Chưa kịp dọn. Chưa kịp dọn là ổng nhanh tay vô. Đúng rồi. Có ghen không? Một ít á. Em đã nói rồi là em làm việc là vì đam mê. Em biết giữ mình lắm cho nên là yên tâm. Em đã nói vợ em rồi. Lần á là có một con bé, nói chung cũng quen vợ em luôn. Thì nó xin anh Thắng qua cho em chụp hình với anh tắm đi. Cái là xin hoài mình từ chối quá thì nó cũng kỳ nữa. Và con nó cũng chuẩn bị lấy chồng nữa. Thì nếu mà mình từ chối nó quá thì nó không kêu mình làm tiệc cho nó rồi làm sao. Cái là thôi đồng ý luôn. Cái là tới chụp hình mà sao mà chụp hình sát người quá. Ôm em MC luôn mà sát, hai cái mặt sát nhau vậy luôn. Chụp xong cái là đã 15 phút sau là thấy hiện trên Facebook rồi. Là em thấy trong tin nhắn của em tin là thấy vợ em gửi cái tấm hình đó qua lại cho em rồi. Rồi. Còn sao? Gửi rồi vợ nói cái gì? Vợ nói rồi. Giống tình nhân quá. Giống tình nhân quá. Giống tình nhân quá ha. Đó là dấu hiệu của ghen đó. Có cần thiết phải gần vậy không? Đúng đó, rồi cô. Em cũng bất ngờ tại vì hai người ta chụp điện thoại người ta tự sướng mà tự chụp mà cái là vô là vậy luôn là em đâu có đỡ được đâu. Với những cái tật xấu nhỏ nhoi như vậy thì em muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ em thì em chỉ mong muốn một điều là cố gắng bớt bề bộn chút cho anh đỡ khổ thôi. Dạ. Mà ngày hôm nay các bạn đã ngồi đây với một cái niềm hạnh phúc này thì hồi đó chưa kịp để mà anh cầu hôn em đúng không? Dạ chưa luôn. Thôi thì bây giờ anh mong muốn được nhìn thấy một cái hành động từ em với vợ của anh. Luôn thầm cảm ơn em đem đến cho anh những cảm xúc rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì đứng trước tất cả mọi người và đặc biệt là cái sự chứng kiến của anh Đức Thuận và chị Hồng Vân, anh một lần nữa xin được cầu hôn em. Trời, dễ thương quá. Trời ơi. Ôi, rất là bất ngờ. Rồi. Chụp ngay một bộ hình, trời ơi, đẹp quá, dễ thương quá. Hôn cái đi. Hôn nào, hôn cái chấp nè. Chấp. Dạ, em là Nguyễn Thị Luyện. Năm nay em 25 tuổi, em làm bên bộ phận xuất nhập khẩu. Thế còn em? Dạ, em tên Võ Văn Bằng. Năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là kỹ thuật viên môi trường. Hiện tại em đang công tác và sống ở Tây Ninh. Thưa em là ở trên Tây Ninh xuống à? Dạ. Ồ, đi bằng gì xuống? Dạ, xe máy. Ồ, thay mặt cho ekip thực hiện chương trình và Trọng Sơn cảm ơn hai bạn rất nhiều. Luyện và Bằng, hai vợ chồng trước đây là gặp nhau lần đầu tiên như thế nào? Và ai là người ấn tượng ngay trước tiên? Tụi em gặp là biết nhau á, gọi là biết nhau á thì là còn hồi học phổ thông. Trong một dịp tình cờ thôi thì một người bạn của ảnh, đồng thời cũng là bạn cũ của em, thì cho em có gian từ trên Tây Ninh xuống thành phố học á. Trên đường đi thì tính ghé vào một quán nước uống nghỉ ngơi thôi. Người bạn đó mới nói là có một người bạn của mình đây thì rủ ảnh ra uống nước chung cho vui. Người bạn đó là ông xã em bây giờ. Ảnh lúc đó là mới đi tập thể hình về. Cái ấn tượng đầu tiên là khác hẳn với hồi mà học phổ thông trở ảnh. Thì hồi học phổ thông thì ảnh nhỏ con như chưa dậy thì á, mà ngay mặt lại có một rùi to đùng là em ghét rồi. Mà hồi đó là quậy phá học dở lắm, là em không có thích cái tiếp người học dở. Rồi bây giờ gặp lại thì thấy một rùi biến mất. Dạ đúng rồi, đi mới đi tập thể hình về thì cũng có cơ bắp, mặc áo ba lỗ. Đồ thì giờ em ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên đó. Thì em mới kết rồi thì ngồi nói chuyện chung vui vậy đó. Không biết linh cảm hay sao đó, em không ngồi xe của các bạn đó nữa mà tự nhiên nhảy qua xe của ông xã em ngồi luôn. Em cua trước hay giờ em cua trước? Là cái người nào tỏ tình trước? Em thấy là chị này có cái giống như là ý định cũng muốn qua chợ mình chở thì mình đã hiểu được vấn đề rồi. Dạ, hiện tại với đó là em cũng đang quen một người. Em cảm nhận cái người trước của em á, người yêu đó là người thương em rất là thật lòng. Nhưng mà cái cảm giác của em á là như mình không có mang được cái hạnh phúc cho họ về tiến xa hơn đó. Thì em quyết định là lúc đó thì hai người cũng có đang mâu thuẫn thì em thấy là nên chấm dứt. Em cũng đã
chia tay với người trước. Và cũng tình cờ lúc đó thì cô này xuất hiện. À, thế là hai bạn đến với nhau. Nói chung là đến yêu nhau mấy năm thì làm đám cưới. Dạ khoảng 4 năm. 4 năm. 4 năm rồi làm đám cưới. Dạ. Ồ, vậy đó. Rồi trong 4 năm đó thì các bạn có ăn cơm trước kẻ không? Hả? Dạ thì quan điểm của em là giữ gìn đến giờ phút thiêng liêng nhất. Tới cái đêm động phòng đúng không? Dạ. Nhưng mà đêm động phòng có trân tru trắc trở hay là có như thế nào không? Đêm động phòng là chắc là nó thú vị lắm phải không? Hôm đó bà xã em là bị đèn đỏ. Coi như nghĩ thế. Tân hôn rồi. Nghĩ phẹt. Nhiều cặp bị lắm, nhiều cặp rơi vào cái tình trạng này lắm. Như vậy là chắc chắn là tuần sau mới vui. Có khi tuần sau mới vui. Đúng không? Dạ năm sau mới vui. Trời ơi. Là sao tụi em làm thì chị cũng không được đỏ mặt nghe chưa? Không được đỏ mặt. Mình đã lên tới đây rồi là cái gì đó mình khui hết rồi mình nói chuyện luôn. Liên kể gì nghe coi. Ảnh thì làm xa nhà nên là một tuần gặp nhau có lần mà đa phần ảnh về mà thích chân. Dạ. Với lại là một lý do nữa là điều kiện kinh tế cũng không có ổn định. Nên là cũng chưa có nghĩ tới cái chuyện đó. Tại vì em thấy nhiều người cũng bị vỡ kế hoạch á. Nên em sợ và mong muốn là mình sẽ chuẩn bị cho cái đêm đó thì là hoàn hảo. Coi như là chỉ sợ vỡ kế hoạch thôi đó. Mà nhịn. Có nhiều điều khác mà em này, cái phần này nói. Để cho thì giống như là mình mới lập gia đình. Giống một con mèo vậy á. Mà mình đang đói, mình đang mèo đang đói mà lại cục mỡ treo lên vậy đó. Mình cảm giác nó khó chịu lắm ạ. Khó chịu lắm em. Nhưng mà chị hỏi là rồi bên nhà em có biết là cái chuyện cả năm sau rồi mới có cái đêm tân hôn không? Dạ có. Em về em có tâm sự với mẹ và chị gái. Mẹ chị gái có nói gì về cái trường hợp này không? Thì chị hai của em á thì nói mày về mày coi chừng bằng á, coi chừng nó bị chút sinh lý. Bầu em lấy nhau bao lâu rồi? Chính thức ngày mai nữa là 1 năm 2 tháng. Rồi sao? Vậy là chuyện nó mới đây thôi đó hả? Dạ. Rồi em phát hiện ra là ảnh không có yếu. Nếu mà nói chung cho tới bây giờ là hoàn hảo đúng không? Dạ. Em thì sao? Dạ ok. Rồi ok được rồi. Bây giờ về cuộc sống thì sao nè? Coi như lấy nhau xong rồi thì có... Nói thẳng luôn đi. Ông nội này không có tật xấu gì không? Dạ trời ơi, ảnh lười biếng kinh khủng luôn. Lười biếng là còn gì nữa nè? Vợ chồng nhưng mà ảnh không khi nào xưng hô anh em với em hết á. Ủa xưng bằng gì? Xưng ta. Giống như là ảnh ở trên còn em là thường dân ấy vậy. Chắc cái điều này chắc nó huệ rồi thôi. Anh không thích. Dạ hai chồng mong muốn thay đổi gì ở nhau nè. Thôi giờ cho bằng trước đó. Bớt càm ràm một xíu. Nói gì nữa? Đi đâu đó thì đồng ý cho em đi một cách vui vẻ. Thì em sẽ đi đúng giờ về. Rồi còn liền. Mà tại vì ảnh lười biếng nên em mới ưa nhắc và ưa càm ràm vậy thôi. Ví dụ như ảnh là làm chiều 4:30 là ảnh về rồi. Mà ảnh nằm ảnh xem tivi nằm ình đó. Em về nấu nướng nấu cơm làm gì làm ảnh ngồi ảnh nhìn vậy. Xong rồi em mới nói anh phụ em làm này làm kia. Anh chỉ biết anh trả lời sao? Anh thề anh sẽ không bao giờ phụ em. Một câu nói nghĩa đen nghĩa bóng gì. Bây giờ là hết cái đại hội vạch mặt rồi nè. Giờ muốn đại hội thay đổi nè. Bây giờ mong muốn là bớt lười biếng nè. Dạ. Rồi gì nữa? Rồi đừng có xưng hô. Dạ đúng rồi, các xưng hô đó là em đặt lên hàng đầu luôn. Anh muốn thay đổi đầu muốn tiên là được thay đổi bà? Là anh em à. Dạ. Đúng không? Không thì vợ hay là bà xã. Được không? Có khó không? Cái tính của em là không thích ngọt. Nhưng mà là tình cảm lãng mạn quá, sến quá. Em chỉ cần thay đổi là thay vì như là ta em. Với lại là gì? Móm. Ta với móm thì là giờ kêu là anh với móm. Dạ. Được không? Dạ được ạ. Được không? Tại vì vậy nè, nãy giờ chị thấy hai bạn có một cái ha, chị để ý chị thấy là có đôi lúc nói chuyện trong mắt của vợ có những cái mà nước mắt nó muốn trào ra. Chồng cũng vậy. Mà chị không biết lý do sâu xa của cái việc mà trào nước mắt là cái gì. Chị biết là hai em có một cái gì đó mà chưa có nói hẳn ra hết những cái điều mà mình mong mỏi về nhau. Dạ thì trước khi lên chương trình á thì ông xã của em thì có một cái mong muốn rất là lớn là muốn em chia sẻ với chương trình để em và gia đình là mẹ chồng em bớt cái thành kiến, là cái mong muốn lớn nhất của ảnh khi em vợ chồng em tham gia chương trình này. Có nghĩa là bây giờ ba mẹ chồng vẫn thành kiến với em hả? Dạ tại vì cưới xong thì về ở chung với ba mẹ khoảng vài tháng thì cũng có một số mâu thuẫn tế nhị trong gia đình. Thì hiện tại là tụi em đã ra ở trọ. Và gia đình thì mong muốn tụi em quay về. Em vẫn chăm sóc và lo cho ba mẹ nhưng mà thực chất là em không thích ở chung. Dạ. Mà cái điều mà ở chung là do là bạn muốn đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ sao ta? Luyện thì lại không muốn Về ở chung. Trong khi bằng thì lại muốn muốn về ở chung. Vậy thì tụi em
sẽ giải quyết chuyện này như thế nào? Tại vì nhà còn một ông anh nữa, chưa có gia đình, là đang ở chung với ba mẹ. Thì em mới bàn với chồng em là hai đứa mới quyết định ra ở riêng. Thì ba của ảnh bây giờ thì mới nói là thôi nhờ ba cho đất kế bên á, thì hai đứa cứ cắt cái nhà ở đó, ở gần cha gần mẹ. Thì em cũng khẳng định một câu á, thì cha mẹ nào cũng là cha mẹ, em cũng quan tâm chăm sóc ba mẹ bình thường, có ở chung hay ở riêng gì cũng vậy thôi, chứ không phải là em bỏ ở trọ xa hay là đi đâu mà không quan tâm tới ba mẹ. Ý em là như vậy, chứ không phải là tụi em đi luôn. Không, bây giờ ví dụ vậy nè, nếu mà chị hỏi Luyến nè, ví dụ như bây giờ á, ba mẹ cho cái miếng đất gần bên á, thì trong trường hợp mà tụi em cất cái nhà ở đó thì chị thấy giải pháp đó được mà, đúng không? Dạ, đúng. Thì Bằng có đồng ý với giải pháp đó không? Anh thì thấy cái giải pháp nào cũng được, nhưng mà anh thấy là vì em ở cửa giữa, em cứ nghĩ là mình cứ làm cái gì mà mình thấy mình thoải mái, với lại là đừng có ai mà buồn. Chị thấy như vậy nè Bằng, nếu trong trường hợp mà cái vấn đề hòa hợp giữa con dâu và mẹ chồng trong thời gian này, thứ nhất là tụi em chưa có em bé đúng không? Dạ. Đó, thì để mà cho cái việc mà tụi em chuẩn bị ra đời một em bé, thì tạm thời cái giải pháp là bây giờ tụi em vẫn cứ ở riêng ra, em cứ để cho vợ em chín chắn đã trong cái mối quan hệ vợ chồng trước, gây dựng một cái gia đình nhỏ, biết nắm cái gia đình nhỏ mình trước, tích cóp tiền, nếu cha mẹ cho mình miếng đất, mình cố gắng mình cất một cái nhà đơn sơ một mặt thôi, mình ở kế bên ba mẹ, riêng thì vẫn riêng nhưng mà thành ra chung thì vẫn chung, ở sát bên để mình vẫn có thể chăm lo cho cha mẹ qua lại. Đó là cái giải pháp tốt nhất. Thì chị cũng nghĩ rằng như vậy nè, nhân cơ hội chương trình này đó, thì hai vợ chồng nên, nhất là em có một cái tâm sự em nói cho ba mẹ hiểu. Dạ, thật ra thì cũng thông qua chương trình thì con cũng rất, không phải là con bỏ đi đấy, là con từ bỏ ba mẹ, mà một ngày nào đó khi con đã đủ chín chắn rồi thì con sẽ trở về, có thể là không ở chung một mái nhà nhưng mà con sẽ chăm sóc và phụng dưỡng cho ba mẹ đúng trách nhiệm một người con dâu Úc. Bằng, Bằng nói đi, Bằng nói với ba mẹ một tiếng đi cho ba mẹ hiểu. Thì con cũng con muốn làm ba mẹ với lại là vợ con, nhưng mà sẽ trở lại như xưa, vui vẻ. Và trong năm nay hoặc là năm sau thì chắc chắn ba mẹ sẽ có tin vui. Con không biết dùng cái lời lẽ nào mà để diễn tả hết được. Thì bổn phận của con là con sẽ hiểu và con sẽ chăm sóc ba mẹ và làm cho gia đình ta ngày càng vui vẻ hơn ạ. Nhân đây á, thì Vân cũng chỉ mong rằng anh chị hãy hiểu, nếu mà thực sự là thương bé Bằng, tại vì Bằng là Úc, cho nên cái trách nhiệm mà gọi là câu miền Nam mình là Úc nhờ Úc chịu, cho nên là cái áp lực của Bằng rất là lớn. Thì nếu mà anh chị thương Bằng thì anh chị thời điểm này thông cảm cho Bằng, để mà Bằng có thể lo cho cái gia đình nhỏ của Bằng cũng như vợ, hoặc là cái đứa con tương lai sắp chào đời. Và anh chị hiểu rằng là thông qua chương trình và những cái lời tâm sự của các cháu á, thì anh chị thấy rõ ràng là các cháu rất thương cha mẹ. Chỉ có điều là có thể thế hệ của các cụ cũng như là các cháu có chưa tìm được một cái tiếng nói chung đó, thì xin anh chị thông cảm. Trong thời gian này anh chị cứ để cho các cháu ra ngoài để các cháu tạo dựng một cái gia đình nhỏ các cháu, và các cháu sẽ sống đúng bổn phận của những người con có hiếu. Thì rất mong là anh chị cảm thông. Dạ, thì khi ba mẹ xem cái chương trình, xem chương trình này thì ba mẹ sẽ hiểu. Anh nghĩ là hiểu. Và thôi, chỉ khóc hôm nay thôi. Và về, và hai người cứ nhìn nhau mà cười. Hai đứa nắm tay nhau, ôm nhau cái, hùng cái trong cái. Rồi. Có tin vui là báo liền nha. Ok, cảm ơn hai em. Dạ, lời đầu tiên thì cho con xin phép chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Hai cô chú MC rất là dễ thương. Cảm ơn con. Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Lê Minh Thuận. Hiện đang làm giáo viên tin học trung học cơ sở. Dạ. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay con vừa tròn 30 tuổi. 30 tuổi? Dạ. Rồi, còn con? Cô gái mỏng manh, mỏng hơn bé hồi nãy luôn á. Cô dâu này mỏng hơn bé hồi nãy luôn. Sao làm Yến á,
người giống như là con yến vậy đó. Đó. Dạ. Mời con. Dạ chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phạm Thị Minh Trâm. Năm nay con 28 tuổi. Con cũng là giáo viên tin học. À vậy hả? À. Hai chồng chung trường hả? Dạ không. Dạ, dạ khác trường. Khác trường. Mà à? Sao? Chung nghề. Dạy dạy chung môn. Chung dạ, môn mà chung khác môn. Trường. Dạ. Rồi làm sao mà gặp được nhau hay vậy? Dạ. Dạ chắc liên quan tới yến. Làm nhà yến sao? Nhau quen. Sao con không? Gặp vợ con cách nào? Dạ con gặp vợ con hồi từ khi học cấp 3. Thanh mai trúc mã. À. Dạ đúng rồi. Dạ. Hai đứa là cấp 3 là chung trường. Dạ không, khác trường luôn. Khác trường luôn mà nó gặp dạ. được nhau hay quá. Dạ. Ừ. Nó theo ngạch chứ nó khác nó tỉa vậy. Ủa nhưng mà khác trường mà có xa không? Dạ cũng xa, khoảng 20 cây á. 20 cây. Mà sao quen? Gặp nhau. Dạ. Giờ mới... sao gặp nhau? Thì giờ mới hỏi nè. Để gặp nhau chắc là gia đình hai bên là quen nhau đúng không? Dạ không. Thôi để nó kể đi, đừng có đoán nữa. Không đoán nữa, đang có cái bằng rồi, ngon lành giữ lại đi xài đi. Dạ. Rồi con kể. Ủa, tiếp đi con. Dạ thì con với vợ con gặp nhau thì cũng tình cờ thôi. Là gần nhà của con á là chơi thân với một bạn. Thì cái bạn đó lại học chung lớp với vợ con. Thì trong một cái dịp Tết năm 2012 á thì vợ con đi về nhà anh bạn nó chơi. Rồi sau anh bạn nó cũng rủ con đi luôn. 2011 là tụi con mấy tuổi? Dạ lúc đó đang học lớp 11. Học cấp 3. Dạ. Rồi. Con nghĩ là bé này đến nhà của bạn của con. Dạ, bạn của chơi. Dạ. Tức là bạn bè thôi đúng không chứ dạ. không yêu đương gì đâu đúng không? Dạ. Đó. Rồi gặp nè. Rủ con đi. Ủa mắc gì nó phải rủ con đi ta? Nó điên mình với bé này nó sợ hay tại gì phải rủ con? Tết con ít có đi đâu chơi lắm. Với lại cái bạn đó cũng là bạn thân á. Cho nên là mới gặp nhau. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Lần đầu tiên thấy cô bé này sao? Dạ đâu có biết, đâu có nhớ đâu. Dạ không nhớ luôn. Không. Đi chung với một nhóm bạn đó là vậy là con giống như là đi chơi bình thường vậy á. Không có nhớ gì hết. Dạ con có nhớ không? Một nhóm bạn chứ không phải là một mình con. Nhưng mà con có nhớ không? Dạ con là cái người đầu tiên chủ động nhắn tin, xin số điện thoại nhắn tin cho anh này. Tức là con ấn tượng về anh này trước đúng không? Dạ. Là lớp 11. Dạ đúng rồi. Thực ra là lúc đó là anh này là con thấy rất là xấu. Nhưng mà bạn con quảng cáo là anh này giỏi tiếng Anh và giỏi đá bóng. Thì con lại thích hai bộ môn đó. Cho nên là con chủ động xin số điện thoại bạn con để nhắn tin cho anh này. Và anh ấy trả lời liền không? Dạ anh đang rảnh. Anh nói lúc đó là đang rảnh. Cho nên là anh trả lời liền. Có nhớ là nhắn ảnh gì không? Dạ thì con cũng nhắn nói chuyện bình thường thôi. Nhưng mà anh không nhớ con. Anh nói là không biết đứa nào hết. Tại vì anh nói đi đâu. Trả lời lại một câu không biết đứa nào hết. Dạ. Rồi khi con đọc được cái tin nhắn là sao? Dạ con thấy cũng bình thường. Dạ. Rồi con cũng giải thích là con là con bé mà ốm nhất trong cái đám bạn đó. Trời con ốm triền miên từ hồi lúc lớp 11 tới bây giờ con vẫn ốm hả con? Dạ con ốm từ nhỏ. Nhưng mà con rất là khỏe. Con không có bị bệnh lặng vặt. Dạ chắc nhờ uống yến đó chú Quốc Thuận. Trời hay quá, hay quá. Con uống yến từ năm con lớp 11 luôn á hả? Phải không? Dạ nói chung là tại nhà làm yến từ hồi đó giờ phải không? Dạ không, con mới làm đây thôi. Nhưng mà hồi nhỏ thì mẹ con vẫn mua yến hũ cho con. Rồi nó nghe là rồi không nhớ rồi sao hai đứa quen nhau. Rồi xong rồi vợ con là làm anh em kết nghĩa. Rồi nhắn trao tin đổi, một nhắn hồi tin. Trời, ai đề nghị làm anh em kết nghĩa? Anh là... Dạ con không nhớ chính xác này mà hình như là con đó. Tức là con muốn giới hạn hả? Con dạ, muốn giới hạn cái tình cảm này đúng không? Mà lúc đó cũng đi học và tuổi đi học thì con đâu có nghĩ ngợi gì nhiều. Có nghĩa là con rất là tinh khôi, con rất là tinh khiết. Dạ đúng rồi. Con không nghĩ gì hết. Dạ. Nhưng mà cô này có nghĩ. Con nghĩ không? Dạ không luôn chú. Nhưng mà con thích, con có thích. Dạ ảnh. Cũng không luôn. Thích là tại vì á là ông lại biết tiếng Anh với lại biết thích chơi bóng đá. Nghĩa là giống như con muốn có thêm một cái người bạn giỏi về cái lĩnh vực đó. Nghĩa là một tình bạn trong sáng. Đối với con là sẽ học xong hết cấp 3 thì mới có người yêu. Cho nên lúc đó là anh này đề nghị là mình làm anh em. Tại vì anh này hơn con 1 tuổi, 2 tuổi luôn. Làm anh em. Thì trong lúc đó là hai đứa đều rảnh. Nghĩa là không có người yêu. Thì thật rất là hay nhắn tin. Một ngày là nhắn hơn 200 tin. Trời ai nhắn, ai chủ động. Dạ không có anh em nào một ngày nhắn nhau 200 tin hết trơn hết rồi. Không có được, anh em ruột không có nhắn gì luôn á chị. Nói cho biết luôn. Càng không nhắn luôn á. Tình mà nói á. Ờ cái này là anh trai mưa, em gái mưa hay gì đó. Nghĩ sao mà nhắn 200 tin ngày. Cái thời mà còn SMS á, của Hồng Vân là đăng ký tin nhắn. Đúng rồi, đăng ký. Dạ, là mình đăng ký mấy nghìn nữa là mấy trăm tin nhắn đó con. Mà nhắn là hết tin nhắn luôn. Rồi bộ không ăn cơm, không học hành nữa sao mà lại nhắn tin ngày 200 tin vậy? Dạ ăn cơm là cũng nhắn là em ăn cơm chưa? Thì ăn cơm rồi. Em ăn cơm đây, em ăn cơm rồi. Dạ cũng được mấy tin. Tức là không cần FaceTime mà tụi nó biết hết cái công việc của nhau luôn. Đúng rồi, hay quá chị.
đó. Thính nhà vậy xưa đó. Yêu nhà vĩ đại hơn vậy. Vĩ đại á. Rồi sao? Rồi sao nữa nè? Ngắn một thời gian như vậy bao lâu thì bắt đầu mới thích nhau rồi mới là không còn là anh em nữa, phá banh cái rào anh em ra. Dạ thì chắc ngắn hôm đó là Tết thì khoảng một năm sau á. Thì con thấy vợ con là giống như là tri kỷ vậy đó, ý là người bạn thân là mình có thể tâm sự hết tất cả mọi thứ để giống như có thêm một cái chỗ để cho mình chia sẻ bớt những cái nỗi buồn hay là niềm vui vậy đó. Xong rồi thì con cảm thấy là giống như là rất là khó để có thể mà xa bạn đó được. Dạ bạn đó được. Dạ. Cho nên là phải lớn lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Mà cô ấy đã là tri kỷ trong trái tim, trong khối óc của tôi rồi. Anh nhưng mà cái bữa đó là mới có 30 tháng 4 thôi, là chỉ có 4 tháng thôi. Là có 4 tháng thôi. Dạ. Rồi. 4 tháng. Ok kể lại nha. Dạ 4 tháng. Ủa sao anh không nghe cái micro chứ vậy? Alo alo. Alo alo. Rồi ok. Rồi. Đâu kể coi. Tết là hai tụi con gặp nhau. Thì vào ngày 30 tháng 4 á là anh này là chính thức tỏ tình với con. Dạ. À, lúc đó là con lớp 12. Dạ con 11 còn anh 12. Thì con không có nhận lời. Ông tỏ tình sao đâu mà con không nhận anh lời. Anh này tỏ tình là không có tốn tiền của Hồng Vân. Anh tỏ tình anh nhắn cho con đúng một tin nhắn. Sao? Lúc đó là khuya ngày 30 tháng 4. Anh nhắn cho con đúng một tin nhắn là mình yêu nhau nha em, mà con đâu có yêu ảnh đâu. Rồi con trả lời sao? Thì con cũng lúc nào con cũng nói ảnh là con là phải học xong 12 thì con mới có người yêu. Tại vì con rất là sợ cái việc yêu đương ảnh hưởng tới việc học. Lúc nào con cũng phải là học cho xong cái đã. Thì con không có nhận lời. Khi mà nhận được cái lời từ chối đó con có tổn thương không? Có buồn không? Dạ buồn chứ. Buồn. Dạ. Nói chung là buồn sợ bạn đó có người yêu mất thì mình không biết phải làm sao. Dạ. Rồi có nhắn tin bớt lại. Con có nói là nếu như cũng bình thường như trước kia. Con hẹn ảnh con nói là nếu như mà anh chờ được tới hết lớp 12 rồi á thì lúc đó là em sẽ nhận lời. Chứ không phải là con từ chối hẳn. Nhưng mà con lên lớp 12 là ảnh đã phải vô đại học rồi. Dạ đúng rồi. Và vô đại học thì chắc chắn là sẽ có thể là sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh học. Dạ. Đúng không? Dạ. Thì nếu như mà mình vượt qua được những cái thử thách đó thì mình sẽ chính thức đến với rồi sao? Đến khi ảnh lên đại học. Lúc con lên, con có lên Sài Gòn học không? Thành phố Hồ Chí Minh học không? Dạ có, lúc lúc mà con thi 12 xong thì con cũng thi đại học ở Sài Gòn. Nhưng mà không có đậu vô được cái trường con muốn. Thì lúc đó lại con cũng không có muốn đi xa. Tại vì người yêu của mình đang ở dưới kia, bây giờ mình đi xa quá thì cũng cũng sợ mất đó. Người mình yêu. Dạ. Thì con cũng có xin đi học ở ngoài Phan Thiết một nửa năm. Tức là có vì cổ đúng không? Cũng có một phần. Dạ. Tại vì lúc đó giống như là vợ con như là một chỗ dựa tinh thần vậy đó. Mình đi vô đây thì không có quen biết ai đâu, bạn bè cũng mới á. Mà lúc nào mình cũng không có an tâm á. Xong rồi lại chọn là học ở Phan Thiết nửa học kỳ. Xong rồi con học xong là con cảm thấy năng lực của con so với ở dưới đó học thì nó hơi phí. Nên xong rồi ăn Tết xong rồi con lại lên đây con ôn thi lại một lần nữa. Lên Hồ Chí Minh. Dạ. Là con học ở trường nào? Dạ con học đại học Sài Gòn. Đại học Sài Gòn. Rồi lúc đó con thì sao? Qua năm lớp 12. Dạ con nói rảnh như vậy nhưng mà tới ngày 30 tháng 4 là anh tỏ tình với con. Tới ngày 30 tháng 12 là con nhận lời ảnh mặc dù con chưa học xong 12. Đó, chịu không nổi chị. Thì đó. Dạ. Cái nguyên nhân là lúc đó là ảnh chưa có thi đại học. Con sợ là ảnh hưởng tới cái việc học của ảnh. Cho nên là con nghĩ thôi mình cứ nhận lời tại vì hai đứa cũng ở rất là xa, không có gặp mặt. Mà không nhận lời hay nhận lời mình đều nhắn tin hết. Cho nên là con quyết định nhận lời ảnh để cho ảnh yên tâm mà học cho tốt. Như là có thêm động lực. Dạ. Đúng không? Mà cái tác động trực tiếp lúc đó là thằng bạn của con, là cái thằng mà bạn chung với hai đứa. Nó nhắn tin nó chửi con. Nó nói con là sao mày ác dữ vậy. Ông Thuận ổng tốt như vậy mà sao mà mày không quen. Mà mày hành ổng thế này hành ổng thế kia. Xong con ngồi con suy nghĩ một hồi thì con mới nhắn tin cho anh này. Mọi ngày con hay nhắn ảnh con hỏi là nếu có một điều ước thì anh sẽ ước cái gì. Thì ảnh hay nói là anh ước là em làm người yêu của anh. Thì hôm đó ảnh không có tỏ tình nhưng mà con nhắn con hỏi lại, con hỏi là nếu có một điều ước anh ước cái gì. Thì ảnh nói là anh muốn em là người yêu của anh. Thì con mới trả lời là vậy điều ước của anh hôm nay thành sự thật rồi đó. Trời ơi, cái chuyện tình nó hay quá. Em lấy vô cái bộ phim đang làm đi, mối tình học trò. Có hay hay không? Mối tình hay. Nhưng mà thực chất là trong bụng con có thương ảnh rồi đúng không? Dạ không, lúc đó con cũng chưa thương ảnh luôn. Sợ ảnh hưởng đến việc học của ảnh thôi. Lúc thì nghĩ đằng nào là cũng xa mà đâu có gần nhau đâu mà lo đúng không? Dạ, với lại là tụi con cũng rất là ít gặp cho nên không có một, con không có một cái ấn tượng gì. Rồi con xong lớp 12 rồi con có thi vô đại học để lên Sài Gòn học không? Dạ có,
Có phải lên là vì ảnh không? Dạ không, con là cứ thẳng một đường con đi thôi. Là con đại học sư phạm hả? Dạ. Rồi cái ngày đầu tiên con lên Sài Gòn á, ngày đầu tiên con lên thành phố Hồ Chí Minh á, thì là con có gặp ảnh liền không? Dạ. Ảnh có ra bến xe đón con không hay như thế nào? Có không? Dạ ảnh thì không có ra bến. À có, bữa đó ảnh ra tàu, ảnh ra tàu đón con. Cô biết mà phải lên thôi. Đi tàu. Ảnh ra tàu đón con. Đi xe, đi tàu, đi máy bay gì cũng sẽ đón hết trơn trời. Lãng mạn lắm nghe, đến sân ga nghe rồi sao nào? Gặp nhau sao? Nhưng mà lúc đó con vẫn chưa có thích ảnh. Từ lúc nhận lời mà quen ảnh là con nhắn tin cho ảnh cũng một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà một cái tin nó không bao giờ quá ba chữ. Lúc đó tự nhiên con cảm thấy bị gò bó. Con thấy giống như mình đang là học sinh bình thường tự nhiên mang tiếng có người yêu. Hồi đó sao con thấy cái có người yêu nó nghiêm trọng lắm. Nên là con lúc đó tự nhiên con thấy gò bó và con không thích nữa. Con nhắn để cho ảnh ghét con, ảnh bỏ luôn. Trời nhưng mà cứ ba chữ nhưng mà ảnh cứ trả lời liên tục. Và một ngày vẫn mấy trăm tin. Lúc nào cũng rồi, chưa, xong rồi, biết rồi, nhắn tin cọc lóc vậy đó. Dạ con nhắn vậy nhưng mà ảnh vẫn kiên trì nhắn hơn một năm như vậy, là cứ ba chữ, tối đa là ba chữ. Ảnh thương con. Dạ rồi đi vô đây học là ảnh đưa đón con từ Gò Vấp qua quận 5, mà ảnh đưa đón con từ năm ôn thi cho tới năm 3 luôn, năm 4 con mới tự đi xe. Nhưng mà lúc đó là con đã thương ảnh rồi đúng không? Dạ lúc con đi học sư phạm được một năm là lúc đó bắt đầu con thấy ảnh tốt với con quá, à, thương nên ảnh là rồi, con đúng mới không? Bắt đầu có tình cảm với ảnh. Dạ rồi làm ảnh đưa đón con là ảnh nằm ngủ ngoài hành lang của trường đại học sư phạm luôn để chờ đón con về. Tại vì ủa rồi con không học hay gì con định hỏi nó ra cái chân định hỏi bộ bộ học mà học hành bỏ học bỏ hành hay sao đi ngủ lang. Dạ có chứ, thì nếu mà học chung giờ thì mình đi chung rồi xong rồi mình về. Còn nếu mà bữa nào con rảnh thì con ở lại con học bài luôn xong rồi con chờ con trở về luôn. Nó thương đâu không tiện chứ nó đâu có bị ảnh hưởng gì đâu. Rồi đó, thì hai trường gần nhau mà. Rồi có khi nào mà chở đi chở về mà hết xăng không có tiền đổ xăng đâu? Dạ xe hư thì có. Thì nếu mà hết thì em còn tiền thì cho anh mượn. Mà lên đi học là chắc cũng phải khó khăn chứ đúng không? Dạ, đúng. Lên thành phố rất là đỏ tới mồm á cô Hồng. Hai đứa đâu có tiền bạc gì nhiều đúng không? Dạ. Có khi nào mà đói bụng mà trong túi không có tiền không cả hai đứa? Mới tình sinh viên mà. Hoặc là muốn đi chơi mà trong túi không nào có tiền hết trơn á, rồi không biết đi chơi đâu. Không có tiền thì chưa có, nhưng mà có ít thì có vâng vâng. Nghĩa là hai đứa mà chỉ ăn một cái bánh xèo 15.000 thôi mà ăn hai rổ rau. Ăn hai rổ rau. Trời ơi cái bà bán bánh xèo chắc ba rủa hai đứa con lắm. Trời ơi nó ăn có một cái bánh xèo 15.000 nó ăn hai rổ rau. Nói chung là cái thời sinh viên đi. Nhưng mà nó đẹp. Dạ. Nhưng có nhiều kỷ niệm là nó đẹp. Dạ. Nhiều kỷ niệm. Nếu không có chương trình này thì chắc chắn các con sẽ không có cơ hội để kể lại. Dạ. Tự hai đứa sao? Giờ hoài niệm nè, đó bây giờ hoài niệm thì cũng thấy hạnh phúc chứ bộ đúng không? Dạ. Ừ rồi xong rồi sao nè? Sau đó thì là con học đến năm thứ tư. À khi mà con tốt nghiệp xong đại học nè, rồi ảnh có tốt nghiệp luôn không? Hai đứa? Dạ. Có đứa nào bỏ ngang không? Trước. Dạ không. Dạ anh tốt nghiệp trước con. Tốt nghiệp trước rồi tới con rồi xong hai đứa là về lại quê. Dạ. Thì anh tốt nghiệp trước nhưng mà anh chưa về á con. Ở lại lợi con đúng không? Anh ở lại. Thì chắc chắn rồi, cô không cần hỏi luôn. Cô không cần hỏi. Rồi trong một năm mà con ở lại con có đi làm không? Là đi nhông nhông đi đón thôi. Con học xong á là 2015. Thì con có gửi cái bằng đó về quê để xin việc ở quê. Thì gửi về quê thì xin thì cái bằng đại học cao đẳng của con đó thì ở dưới quê hiện tại không có thiếu giáo viên của cái môn đó. Thì con nghĩ bây giờ mà đi về nhà cũng thất nghiệp, không có gì làm cũng chán lắm, ba mẹ sẽ buồn. Thì bây giờ mình phải kiếm một cái gì đó mình làm, mình học thêm để mình có cái nghề mình làm trước. Thì đó là cũng mà mình tốt cho bản thân mình và ba mẹ cũng sẽ không có bị thất vọng. Tại vì ở dưới quê con ấy, nhiều người học đại học xong rồi đi về đi làm vớ vẩn rồi đi làm nông cất bằng nên không có muốn mình phải như vậy. Xong rồi con lại đi học thêm cái trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Sài Gòn. Và cái môn con chọn là cái môn tin học. Nhưng mà con đã có bằng cao đẳng rồi mà. Con bằng cao đẳng sư phạm kỹ thuật nông nghiệp là cái môn dạy môn công nghệ lớp 7 đó. Thì con lại đi học môn tin. Ngày xưa khi con học cấp 3 thì con rất là thích học môn tin học với lại môn tiếng Anh. Và con chọn cái trường đó là trường đại học sư phạm thì nó cao quá con không có đậu được. Nên con mới sát xuống đại học Sài Gòn, cái môn đó nó vừa đủ điểm để cho mình đậu, với lại nó cũng là sư phạm luôn. Rồi cái bằng đó sợ về quê không có việc nên con học tiếp cái ngành trung cấp máy tính. Đó là, đúng không? Trung học trung cấp máy tính. Thì trong quá trình học thì con cũng đi học thêm sửa chữa ở bên ngoài, sửa điện thoại, sửa máy tính. Rồi lại có cơ hội đợi bạn gái mình. Nó cũng cả hai. Bây giờ nếu mà mình đợi mà mình thất nghiệp về chỉ gọi con ra trường đi làm thôi, thế nào vợ con cũng bỏ thôi. Hoặc là mình
về mình không có việc, rồi vợ mình đi làm rồi, rồi mình đâu có, mình con trai mà mình chẳng lẽ mình ở bị nhà lép vế đúng không? Nhà, mình chờ vợ và nuôi sao được? Suy diễn đó chứ. Dạ đúng rồi. Nên con phải quyết tâm, con phải có một cái nghề gì đó. Thì con đi học trung cấp xong, rồi con học nghề thêm, thì lúc đó con có thể tự sửa chữa máy móc lặt vặt. Hay quá. Xong rồi có cái bằng đó. Thì chớ treo cái là con học 2 năm nữa thì con mới về. Ba này học ba này ba về trước. Ba học năm xong. Ừ, ba học sao về trước. Ba về trước mất. Mình ở đây mình sợ chứ. Cũng không sợ. Ở đây mình vẫn đi làm thì nói chung là lúc đó quen lâu quá rồi. Nói chung là cũng tin tưởng nhau hơn là lúc đầu mới vô. Chứ không có sợ đúng không? Dạ. Rồi con về con có việc liền không? Dạ có, con tốt nghiệp là tháng 7 thì tháng 8 là con đã đi dạy ở Bình Thuận. À rồi đó, rồi xong rồi một con xong rồi là con đi về. Được, con xong rồi con cũng đi về con làm với Bình Thuận. Rồi lúc đó là con cũng về là con cũng có việc liền luôn. Tại vì cái việc con làm là trám vào cái vị trí của vợ con làm đó. Vợ con đầu tiên là làm ở bệnh viện huyện. À. Nhưng mà sau đó thì không có đúng với sở trường của vợ. Tại vì vợ là làm giáo viên tin nhưng mà xin vô bệnh viện làm kỹ thuật viên tin học giống như kiểu chữa cháy vậy đó. Tại vì tháng 7 xong rồi tới tháng 8, tháng 9 thì mới biết hồ sơ nộp vô giáo viên đậu hay không á. Thì bây giờ mình có việc thì mình cứ làm trước. Xong vợ làm xong một tháng là anh ơi em không hợp, em là không nổi. Thế là bung đi qua làm giáo viên. Thì thành ra ngay cái vị trí lại thiếu. Đang khuyết thì con về là chắc luôn. Thì nói là vợ, người yêu của em đang làm cái nghề đó là về vô luôn. Con có thấy một sự sắp xếp không? Đúng chưa? Dạ. Một sự sắp xếp vô hình nào đó của ông Tơ bà Nguyệt đúng không? Đó. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa về dưới quê. Rồi xong rồi á bắt đầu là đám cưới luôn chưa? Đám cưới như thế nào? Dạ chưa, chưa hay là phải đi hay làm. Là con đi làm 2 năm là tụi con đám cưới. Nhưng mà trong cái thời gian nó có chia tay gì không? Dạ gây lộn rồi có ghen tuông. Có lần nào chia tay dài không? Thì con thì con chả bao giờ giận vợ con gì đâu. Cũng không có trách móc gì. Nhưng mà không lẽ không có một cái, nhưng mà vợ con có giận con thì vợ con thì nói chung là giận thì nhiều, mà con thì giận thì mình nói chung là rất là thương vợ. Rồi biết rồi, nhưng mà chú hỏi nè, điều vô thẳng vấn đề luôn. Dạ. Là hai đứa có lúc mà quay về quê lại đó. Dạ. Là có chia tay không? Dạ. Có. Có, mà chia tay dài không? Có chuyện chia tay đó là sao? 3 ngày. Chia tay 3 ngày. 3 ngày, tới 3 ngày dài. Luôn. Rất dài, rất dài. Nhưng mà cái chuyện nó lớn lắm đúng không? Dạ, đó là cái sóng gió duy nhất của tụi con từ lúc mới quen cho tới bây giờ. Vụ gì? Vụ gì vậy? Dạ, cái này có liên quan tới một bạn trong cơ quan với lại anh. Thì nếu mà bạn có xem được thì coi như đây là một cái câu chuyện cười của thanh xuân. Lúc đó là anh đi làm ở cái cơ quan mà em rồi, làm cái bệnh đó. Viện đó đó. Dạ, ở bệnh viện á. Thì một thời gian, bình thường hai đứa vẫn nhắn tin là một ngày mấy trăm tin. Nhưng mà từ lúc anh đi làm á thì anh rất là ít nhắn tin với con. Và con giận. Thì mấy bữa con giận là anh nhắn liên tục. Còn bữa nay con giận, con không nhắn anh cũng không nhắn con luôn. Thì con mới kiểm tra điện thoại của anh thì con mới thấy là anh có nhắn tin với một bạn nữ cùng cơ quan. Thì cái nội dung tin nhắn là không có mang nội dung yêu đương, không hề luôn, nhưng mà nó có cái sự quan tâm. Bạn nữ đó thì không có một cái cảm tình gì với anh, bạn nữ đó là lơ luôn, nhưng mà anh vẫn rất là thường xuyên nhắn tin quan tâm. Giống như cái đầu tiên mà anh mà nhắn anh tin quan tin tâm cho con là có rồi đó. Dạ. Thì con mới thấy như vậy, nhưng con cũng nói anh, con nói là anh ơi, bây giờ anh nhắn tin như vậy đó, anh đừng nhắn bạn đó nữa. Thì anh cũng nói là anh không nhắn nữa. Nhưng mà một thời gian con vẫn thấy vẫn nhắn. Thì trong cái nội dung tin nhắn đó nó có cái chữ là thương hại. Con đọc được. Thì con mới ủa, mình đâu có cái gì đâu mà phải thương hại. Con mới nói anh. Thì con nói là em thì không có cần thương hại. Ví dụ anh thương thì thương, còn không thương thì thôi, em không cần thương hại. Cho nên làm thôi, bây giờ em với anh chia tay đi. Lúc đó là buổi tối hôm đó ở nhà chị của con. Con nói em với anh chia tay đi. Nhưng mà cả nhà con và nhà anh đều biết hai đứa quen nhau và rất là thương hai đứa, coi như là cháu trong nhà luôn. Thì con mới nói anh là nếu như mà mọi người hỏi á thì em cũng không nói là ai sai ai đúng, em chỉ nói là mình không có hợp thôi. Thì chia tay. Bình thường hai đứa mà cãi nhau hay là con giận á là anh khóc nhiều lắm, còn con là rất là cứng rắn. Nhưng mà hôm đó con lại khóc rất là nhiều luôn. Anh không khóc gì hết. Cái câu trả lời của anh là tùy em, em làm sao em thấy thoải mái thì em làm. Trong khi những lần trước anh sẽ trả lời là anh không chia tay, em thích thì em chia tay một mình em đi. Em gái mưa này hơi lớn. Nhưng lần này anh lại nói là tùy em thấy như thế nào thoải mái thì em làm. Có rồi. Sau đó. Dạ. Thì sau đó là cũng con nói là bây giờ mình không có là người yêu nữa đâu, nhưng mà mình vẫn làm bạn bè bình thường, hai đứa vẫn làm bạn bè. Thì một cỡ chừng 3 ngày sau anh mới nhắn tin cho con, anh gặp con, anh mới nói là bữa giờ làm bạn bè với anh có vui không? Thì 3 ngày là làm bạn bè là không nhắn tin.
Tại con á là cứ thích anh này là nhắn tin nhiều, nhưng mà anh này là cứ nói là bận việc đi làm không nhắn được, biện lý do nhưng mà thì ra là nhắn cho bạn kia được. Thì sau đó 3 ngày đó thì con không có nhắn nữa, tại vì con đã xác định là không quen nữa nên con cũng không có đợi tin nhắn của ảnh nữa. Rồi 3 ngày không nhắn gì hết thì ảnh mới nói con, bữa giờ làm bạn với anh có vui không? Thì đâu có vui xíu nào, cảm giác của anh cũng rất là khó chịu, cảm giác con cũng rất là khó chịu. Thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau, mới nói ra là vì sao anh lại như vậy, là tại vì con là cứ lúc nào cũng muốn anh nhắn tin, rồi lúc nào cũng hay giận anh, lúc nào cũng giận vô cớ. Anh nói là bây giờ mình đi làm rồi nó sẽ khác với hồi mình đi học, nó sẽ có áp lực của công việc, chứ không phải là lúc nào anh cũng có thể cầm điện thoại để nhắn tin cho em, hay là em giận gì thì em cũng phải nói để anh biết, chứ anh không thể nào mà ngồi đoán ý của em được nữa. Thì lúc đó con cũng có rút kinh nghiệm, con cũng có nói là em sẽ rút kinh nghiệm, còn anh cũng rút kinh nghiệm là anh sẽ không nhắn tin với bạn đó nữa. Rồi hai đứa quay lại thì từ đó là anh cũng không nhắn tin với bạn đó nữa. Coi như thời điểm này là thời điểm mà lựa chọn hạnh phúc rồi đó. Dạ đúng rồi. Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương rồi đó em. Đúng không? Dạ. Đúng. Đó là cái gọi là cái mức mà gọi là đúng cái thời điểm mà dạ. phải chọn nhau, tại vì luôn luôn trên bờ vực đúng rồi. Người ta phải chọn lựa. Phải chọn thôi. Dạ. Một trong hai, đúng không? Hiểu không? Đó. Chọn sai là phải chịu thôi. Đúng rồi. Chưa? Ủa nhưng mà lúc may đó là không hai. Chọn đúng hạnh phúc. Chọn đúng hạnh phúc. Có nghĩa là lúc đó là mọi đứa là có nghĩa là con đang ở nhà, con nhắn tin cho cổ, cổ ở nhà cổ nhắn tin. Đúng không? Dạ. Có nghĩa là hai đứa ở hai nhà đó, khác nhau hay dạ, sao? Dạ đúng rồi. Tức là đến một lúc nào đó con biết không, thực sự á, cái chuyện mà mình nhắn tin á, quan tâm nhau á, thì mới đầu thì nó sẽ rất là thú vị, nó sẽ rất là đáng yêu, nhưng mà một khi một cái công việc hoặc là trong cuộc sống bắt đầu có những cái áp lực về công việc rồi á, thì đôi khi những cái đó nó sẽ tạo những cái mà phải nói là áp lực hơn công việc nữa. Thực sự vừa lo việc vừa nhá tờ trả đúng lời. Rồi cái đó là mình phải tinh ý cái việc đó. Và đến một lúc nào đó mình cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì cái chuyện là mình không có được tự do. Mình không có được tự do để làm một cái điều gì cả. Tưởng tượng một ngày mà nhắn tin 200 tin thì làm gì còn thời gian để nghĩ chuyện khác. Đúng rồi. Đó, anh cho nên vừa đá banh mà anh vừa nhắn tin cho con. Đó, vì cái nó bị mệt mỏi á con. Nó nghe này, cho nên là sau đợt đó chắc là bớt nhắn tin lại đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cái đó lúc đó là cảm nhận của con sao? Thì con ngồi nói chuyện á. Thì nói chung là cái lúc đó thì con, cái lúc mà chia tay 3 ngày đó thì thật sự thì mình nhắn tin thì mình nhắn tin với bạn bè thôi, chứ trong lòng cũng đâu có vui vẻ gì đâu, nó rất là khó chịu. Nhưng mà tại vì vợ cứ giận những cái chuyện con không biết là cái chuyện gì mà cứ giận. Nhưng mà hai cái từ thương hại đó là như thế nào? Thì lúc đó con cũng không có suy nghĩ kỹ, chỉ nhắn cho vui vậy thôi. Nhắn cho cái cô kia à? Không phải cô, là bạn giống như là một người bạn mới rồi mình tâm sự. Đã nói em gái thôi. Mưa mà mưa hơi lớn xíu. Cũng may mà tạnh được, tức là tạnh đúng thời điểm. Đúng không? Có 3 ngày thôi chị. 3 ngày là hết nước rồi, 3 ngày là mưa hết nước rồi. Rồi thôi bây giờ mưa thuận gió hòa rồi, đúng không? Dạ. Bây giờ là hai đứa có em bé rồi đúng không? Dạ đúng. Bé thì bao nhiêu tuổi? Dạ 2 tuổi. 2 tuổi, trai bé trai đúng không? Dạ đúng rồi. Đó rồi bây giờ qua tới cái hôn nhân đó, lật sang trang nè. Dạ, khi mà rồi. Lấy nhau xong rồi coi như là trong tình yêu là chia tay có 3 ngày thôi. Là dài nhất. Đó, rồi không có gì gọi là sóng gió nữa hết. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ về nhà thì bắt đầu mới có thấy những cái thói hư tật xấu bắt đầu từ từ le lói xuất hiện. Có không? Có là góp ý nha. Có là góp ý để đối phương đúng sửa rồi nha. Phải đây là cơ hội để chúng ta nói nói về cái cảm nhận cũng như là cái suy nghĩ của mình về người bạn đời của mình. Nó sẽ là bằng chứng trước tòa sau này là hai đứa mà có chối á, nó đây bật lại cái tua lại cái đoạn này. Đó. Anh nhớ bữa đó anh hứa không? Anh hứa anh bỏ không? Đó ví dụ. Anh ấy có những điều gì chưa vừa lòng, những điều gì cần phải khắc phục, mà nói chung là tật xấu đó. Đó. Dạ, tụi con quen là 9 năm rồi mới cưới. Cho nên là con cũng hiểu được về anh cũng khá nhiều. Thì tới lúc cưới á là con bị vỡ mộng ngược. Vỡ mộng ngược. Nghĩa là lúc quen á thì anh cũng không có được chu đáo, không có được tốt bằng như là sau khi cưới. Sau con khi nhín lại chút lòng tốt. Chà, chuẩn bị nó nhín nó, lại chút. Coi chừng nó khui những cái tính tốt đó nghe. Thì đó, bây giờ bắt khui bị lạc đề rồi đó. Khui tính tốt là lạc đề đó nghe. Đây là giai đoạn coi như đây là thời khắc để chúng ta khui tật xấu. Dạ. Nha. Nếu mà nhất định là khui tật xấu thì anh khui đi. Anh khui trước đi. Ủa là sao? Dạ, tại vì con thấy anh là cũng được mà 9,75 điểm rồi đó cô Hồng Vân. Rồi bây giờ cái 25,025 cái kia là cái gì? Phải dạ, có, 0,25 là để cố gắng, để phát huy. Chứ còn con thấy anh gì là ok lắm rồi. Không. Tức là giờ xấu con muốn anh thay đổi điều gì không? Con muốn anh là cứ như vậy thôi, cứ như vậy. Rồi cứ yêu thương vợ con như vậy thôi. Là con thấy là đủ. Không cần thay đổi gì hết.
Dạ đừng thay đổi vậy thôi, và vậy, và hơn vậy nữa xíu là được. Ừ. Dạ. Đó là chứ thay đổi hơn bây giờ xíu đó con. Dạ, dạ. Thay đổi cái gì? Rồi mà là thay đổi cái gì? Là ví dụ thương bây giờ thương vợ con là mình thương cao như thế này, cao như thế này thì giờ thương tiếc cao như thế này. Dạ. Đó. Ủa có mê game, có hút thuốc, có nhậu. Ngày trước á là anh có chơi game nhưng mà sau khi cưới con thì anh cũng không chơi game nữa. Tức là bạn này bạn nó thay đổi ngược mà. Dạ, thành ra là vỡ mộng ngược. Ừ, vỡ mộng ngược thôi vậy là tốt rồi. Mình chặn liền không? Ừ, tốt rồi. Không có tính tốt. Đúng rồi. Còn con muốn vợ con thay đổi điều gì? Không, về trước mắt là có tật xấu không? Cái thay đổi là cái tật xấu đó. Ừ. Muốn vợ con thay đổi điều gì? Dạ. Vợ có tật xấu là tối là đi ngủ là không có thường xuyên đánh răng đâu. Đánh răng nó hơi bị xấu. Thì phải giữ gìn vệ sinh. Đúng rồi, phải giữ gìn vệ sinh răng miệng. Phải chịu khó đánh răng thêm. Rồi đó là thay đổi nè, rồi gì nữa? Rồi nói chung rồi cố gắng chịu khó ăn uống cho nó mập lên. Dạ đúng rồi. À. Tại vì con thì cũng cố gắng nấu cơm rồi cũng tắm bộ này món này món kia nhưng mà vợ thì cũng lười ăn. Cho lười ăn đi. Cho nên mới vậy nè. Cho nó uống đi. Dạ. Rồi. Chỉ mong vậy thôi. Với lại làm việc thì giữ gìn sức khỏe. Dạ. Đó thì ăn uống đầy đủ để giữ gìn sức khỏe. Lười ăn, đó, lười đánh răng. Đó và tham công tiếc việc. Lười đánh răng sau này nó sâu răng là mệt lắm nha con, đau răng là đuối lắm luôn. Rồi.